Lịch sử là những sự kiện, sự thật khách quan, những thứ rõ ràng đã được sử sách ghi nhận. Vậy mà không hiểu sao lại có những người cứ cố tình xuyên tạc. Đọc bài thơ Chuyện Hai Thành Phố, từ nguồn Facebook Mạc Phi Hoàng trên Việt Tân nói đến miền Bắc và miền Nam thời kỳ 1954 đến 1975. Nếu là người Việt Nam, thì ai cũng biết thời kỳ này thực tế đất nước ta như thế nào. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc được giải phóng, nhưng ở miền Nam Mỹ thay chân Pháp thực hiện chính sách cai trị đế quốc tay sai, với nhiều âm mưu, thủ đoạn thi hành nhiều chính sách về chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục, kinh tế theo sự chỉ đạo và mưu đồ của Mỹ, nhất là dùng bạo lực và khủng bố uy hiếp, gây chia rẽ hai miền, gây khó khăn và thiệt hại cho cách mạng Việt Nam. Là người dân Việt Nam chắc các bạn, cũng như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đất nước mình lại nằm dưới sự cai trị của đế quốc, tay sai, như vậy thì khác gì thân phận nô lệ, phụ thuộc. Vì vậy, việc đứng lên đấu tranh thống nhất nước nhà là điều tất yếu, cần phải làm. Trước tình hình đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân hai miền Bắc, Nam tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, miền Bắc tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, tiến tới hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất nước nhà. Như vậy, không có chuyện hai thành phố oán cừu oan nghiệt bôi mặt đấu đá nhau, trong hận thù chém giết, như lời của Mạc Phi Hoàng. Ở đây cái oan nghiệt không ai khác chính là thực dân, đế quốc gây ra. Tại sao vô duyên, vô cớ đi xâm lăng đất nước người ta, gây ra chiến tranh, chết chóc, đói nghèo? Một dân tộc giàu lòng nước, ý chí tự lực tự cường ắt phải đứng lên đấu tranh. Và Đảng đã đứng ra tập hợp lực lượng, lãnh đạo nhân dân cả nước cùng nhau đứng lên đấu tranh chống lại chế độ đế quốc, tay sai giành lại độc lập tự do, chủ quyền, thống nhất đất nước. Thứ hai, với sự đoàn kết một lòng, với khát vọng chính đáng vì một đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất nhân hai miền Nam, Bắc đã cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh chính nghĩa chiến thắng kẻ thù và chiến thắng điều phi nghĩa, chứ không phải bạo lực đã chiến thắng phi nghĩa đã thành công. Thứ ba, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước cùng nhau thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới. Nước ta là nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Mục tiêu phấn đấu là để xây dựng một đất nước phát triển dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cho nên không có chuyện như Mạc Phi Hoàng xuyên tạc. Thứ bốn, thực tiễn đã chứng minh, đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, giành độc lập chủ quyền, thống nhất lãnh thổ, từng bước đưa đất nước phát triển đi lên. Và ngày nay, Bắc Trung Nam một nhà thống nhất, thi đua cùng nhau phát triển. Chứng kiến từng ngày bộ mặt đổi thay của đất nước, chứng kiến cuộc sống của người dân trên mọi miền Tổ quốc ngày một cải thiện nâng cao, là người dân Việt Nam, tôi cảm thấy phấn khởi thay. Dẫu cho còn nhiều nơi, nhiều vùng sâu, xa, đồng bào thiểu số khó khăn, còn cần phấn đấu nhiều hơn nữa, nhưng vì một tương lai tốt đẹp, chúng ta có quyền tin và hy vọng, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, xây dựng đất nước. Những kẻ vô công rồi nghề, đừng cố tình xuyên tạc lịch sử nữa.